xin mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sự Thật Thực Sự mùa 2. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty TV Hub thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ thì Ngọc Trai xin được chào đón những vị khách không thể nào thiếu trong chương trình Sự Thật Thực Sự, đó chính là ban biện luận viên. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban biện luận viên đầu tiên, nghệ sĩ Anh Đức và nghệ sĩ Harry Won. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội biện luận viên thứ hai, nghệ sĩ Buka và nghệ sĩ Xuân Nghị. Ngày hôm nay Xuân Nghị mặc cái bộ đồ như vậy là có lý do. Màu vàng là màu gian dối. Màu vàng là màu gian dối. Khá bậy, màu vàng ở trong cái màu sắc học. Màu sắc học. Màu sắc học thì được đánh giá là một trong những cái màu đại diện cho sự thật. Mà nói nghe nè, sắc vàng của chúng ta có rất là nhiều tông. Sắc vàng gì vậy? Này vàng ngang. Này vàng ngang. Vàng nhang à. Ồ. Tại vì nó đại diện cho cái sự thật. Mà mỗi khi anh nghĩ coi, những người mà người ta hay cầu khấn một cái điều gì đó thì người ta luôn phải thành tâm, phải nói ra những điều sự thật. Là có cầu là có bây giờ thành chứ không? Anh dấp quá, dấp quá. Sorry, sorry, sorry. Dấp quá. Được, anh Đức. Nghĩ là cầu cái gì cũng thành hết trơn á, chỉ có cầu hôn là chưa thành thôi. Chỉ có cầu hôn là chưa thành thôi. Đúng rồi, chưa bao giờ. Bây giờ xin mời hai ban luận viên, chúng ta sẽ cùng anh Đức của em chưa nói. Chưa luôn anh Đức. Mời anh Đức nói. Chưa chịu thua. Xin mời ạ. Dạ. Không nói hết rồi, tại vì nãy giờ mọi người nói hết rồi, mình không cần chứng minh. Mình có sao mình nói vậy à? Tin anh đi. Tin anh đi mà. Vậy thì không biết là ngày hôm nay niềm tin của anh Đức sẽ trao cho hai đội chơi chúng ta bao nhiêu phần trăm nha. Xin mời hai đội biện luận viên, chúng ta sẽ cùng về vị trí ạ. Ok. Và Ngọc Trai xin được phép giới thiệu đội chơi đầu tiên mang cái tên rất hay, Song Sinh. Song Sinh. Thôi nghỉ đi, mệt quá nghỉ. Ủa nó lãng nhách gì luôn đó hả? Dạ. Tự nhiên cái ra nhảy xong cái kêu nghỉ là nghỉ luôn. Dạ. Rồi chắc là đầu tiên là phải để cho hai bạn gửi lời chào tới các bạn khán giả chứ. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Ngọc Trai. Yeah. Chào ban biện luận cũng như là tất cả quý vị xem đài và quý vị giám khảo đang có mặt tại trường quay. Trời ơi, giống như là đang chuẩn bị diễn một cái tiết mục rất là hấp dẫn vậy đó. Giới thiệu với gọi là đúng trình tự luôn nha. Dạ, đội Song Sinh của tụi em có hai thành viên. Ừ. Em tên là Châu Đức Hạnh. Ừ. Và đây là bạn em. Anh giới thiệu đi. Mình tên là Nadozie Uzanadis. Nhưng mà không ai gọi tên này đâu. Đây mình có tên là Nam. Nam Đen, đẹp trai nhất Việt Nam. Đẹp trai nhất Việt Nam. Nhất Việt Nam. Đẹp trai nhất Việt Nam chứ. Mình thích cái sự tự tin như này. Dạ, đội em có tên là Song Sinh. Song Sinh có nghĩa là sinh đôi á mọi người. Đúng vậy. Dạ. Cũng thì giống quá nè. Hai anh em y chang nhau luôn. Dạ. Y chang nhau nhưng mà chắc là giống cái tính đúng không? Nó khác cái tính. Giống như là người này bổ trợ cho người kia á. Tại vì anh bạn em thì rất là không có rành tiếng Việt. Cho nên là em được một cái em bù lại là em không có giỏi tiếng Anh. Nên là... Ủa sao nó cũng rất quất như nhau vậy? Dạ. Thì tụi em có một cái tinh thần rất là quyết chiến quyết thắng, là không thắng thì thua. Không thắng thì thua. Vậy thôi. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội chơi thứ hai, mang cái tên cũng kỳ lạ không kém, lớp 14. Xin mời hai bạn sẽ gửi lời chào tới các bạn khán giả cũng như là tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ. Trời ơi, sao giống như là tôi già dữ vậy đó. Chào chú Ngọc Trai đó. Dạ. Chào chú Ngọc Trai. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, tụi em là nhóm lớp 14. Tại sao là lớp 14?
Tại vì tụi em là sinh viên năm 2 nhưng mà tụi em chưa muốn lớn á. Tụi em chưa muốn lớn á. Cho nên là 12 cộng với 2 là ra 14 á. À thì ra là như chứ vậy. Không phải lưu ban nha. Đúng rồi, mình đang tính nói cái ý là tưởng bạn lưu ban 2 năm chứ. Dạ, trước khi mà để về vị trí thì lớp 14 của tụi em cũng có một vài phần quà nho nhỏ gửi đến bốn vị vận động viên và tất cả mọi người ở đây ạ. Hai tụi em là một fan rất là cứng của anh Đức. Cho nên là... anh Đức ơi, fan của anh kìa anh ơi. Cho nên là em có viết một phần rap nhỏ vừa mới viết xong, em muốn tặng cho anh Đức bây giờ. Trời ơi, rap. Ok, cảm ơn em. Rồi khi nào em bắt đầu được nè? Dạ bây giờ em sẽ bắt đầu liền ạ. Okay. Là một diễn viên có nhiều bạn bè tốt, luôn luôn rao bán trên khắp mọi game show. Khi anh tấu hài đã luôn luôn xuất sắc, nhưng được gán ghép nhưng duy nhất là Hiền Hồ. Hôm nay chắc chắn là anh sẽ nói thật, tụi em tin tưởng người hát bài tin anh. Và có thể khi anh hát thêm lần nữa thì chắc chắn chiến thắng này sẽ đến rất nhanh. Ok, cảm ơn em. Và em cũng mong là anh có thể hát một đoạn nho nhỏ của bài tin anh được không ạ? Oh, ok. Sao anh hot quá vậy? Bây giờ long xong rồi thì tới lượt em ha. Thì em là sinh viên của ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, cho nên là chuyên ngành của em là về du lịch, cho nên phần quà của em sẽ là tặng vé máy bay cho em sẽ tặng một cái voucher du lịch một năm cho tất cả bốn vị vận động viên ở đây ạ. Em ơi, từ từ thì đảo để vậy chứ gì mà anh thấy em gửi, là em gửi cho anh MC dễ thương à. Trời ơi, hồi nãy tới giờ tôi tưởng là quên. Em gửi cho chị Harry, còn anh Đức á thì em tình nguyện dắt anh đi tour hai người luôn nha mọi người. Em hứa đi. Em với bạn kia là bạn học hay là hai đứa có gì với nhau không? Dạ, thực ra thì tụi em là hai người bạn tốt. Hai người bạn tốt với nhau. Dễ thương quá, còn trẻ dễ thương quá. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Nhớ nha, nhớ mời, nói mời đi du lịch nha. Chết rồi, vậy thì okay. Anh vừa đi chơi được mà coi chừng là anh có lẽ có người yêu nữa anh rồi. Anh Đức ơi, hôm nay là đỉnh mệnh sao? Sự mình thật chưa có bắt đầu vòng đầu tiên luôn mà em thấy anh hơi bị lời rồi nha. Lời quá trời lời. Quá trời lời luôn rồi đó. Xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ cùng về vị trí ạ. Và để cho hai đội chơi chúng ta sẽ thêm phần hào hứng trong những cái thử thách mà chương trình sẽ đặt ra, Ngọc Trai sẽ được phép bật mí phần thưởng của chương trình ạ. Đội thắng cuộc ngày hôm nay sẽ nhận về cho mình một chiếc Smart TV iSlim Pro 43 inch, chạy hệ điều hành Android 9.0. Đây là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình ạ. Và đội về nhì ngày hôm nay các bạn cũng nhận về một phần quà rất là giá trị, đó chính là một chiếc điều hòa không khí iCool, một nửa dòng inverter siêu tiết kiệm điện năng. Đây cũng là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và ngay bây giờ, hai đội ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi đầu tiên của sự thật. Thật sự nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Ai trong chúng ta cũng biết xe hơi, xe gắn máy, xe cấp cứu, vân vân và vân vân đều có còi. Vậy theo các bạn thì máy bay có còi hay không? Có, chắc chắn máy bay là có còi. Anh nghe lúc nào? Nghe hôm bữa. Mà nó kêu sao anh, nó bim bim hay bíp bíp anh? Cái đó thì Harry sẽ giới thiệu. Tại vì bình thường cái máy bay nó giống con gì anh? Giống con chim. Giống con chim. Đúng. Nhưng mà cái con chim mà quen thuộc với mình, mà gần gũi với mình là con gì? Con
không, cái này mình phải bàn trước chứ không biết, hiểu không? Phải là con người đáng chết rồi. Hey, em nói là không. Con chim gì? Chim én luôn vậy, chim én. Là con gà. Là con gà. Ủa gì chim gà? Ủa cái gì vậy? Con gà là cũng là con chim. Chị ơi. Không, chị, nó thuộc gia cầm chị. Nó thuộc họ gia cầm chị ơi. Nó thuộc là loài. Loài lông vũ này, lông nó cũng không biết họ. Bay, không biết bay. Không, nhưng mà phải tin đồng đội của đúng tôi. Rồi, đúng rồi. Đúng chính xác. Bay bay á là xây không là cãi để... được, con nói bay. Là tôi chớ luôn mà. Đúng rồi. Bay bay xây là xây cái hình ảnh của con gà, anh hiểu không? Cho nên cái còi nó giống như cái tiếng của con gà đó. Thấy chưa? Trời ơi, nói là biết cái này là sự thật. Thầy khoan cho em hỏi cái. Ủa thí dụ á, mà xe ngoài đường người ta đi với nhau á thì người ta bóp còi để người ta tránh. Còn máy bay đi trên không mà có ai đâu mà phải gắn còi làm cái gì? Đúng rồi. Câu hỏi rất hay. Chính xác. Ở trên trời có cái gì? Có mây à? Có mây. Có mây và có cái gì? Chim. Chim. Có con chim. Có con chim. Có con chim. Chim trong thùng hoang hoang. Chim trong thùng hoang hoang. Đúng vậy, con chim rất là quan trọng. Chim vì muốn nói chuyện với con chim cho nên con gà nó phải phát tiếng. Thì con chim nó sẽ chạy trốn. Nó là như vậy. Bây giờ có muốn nghe cái con gà đó kêu không? Kêu sao, kêu sao chị? Dạ. Đó, có chuẩn bị. Anh bóp nó đi anh. Bóp nó đi anh. Cái còi của máy bay kêu vậy đó. Ủa nhưng mà từ trước tới giờ em đi máy bay em chưa nghe cái tiếng này. Chưa bao giờ nghe. Chưa bao giờ nghe. Đừng thắc mắc nữa. À không không, chúng ta không cần thắc mắc, đúng tại rồi. Tại vì đơn giản một điều thôi, mà nói là con gà là con chim gà là thấy đã sai rồi. Đúng rồi. Mình không nên tin như vậy. Theo hiệp hội độ cao thì những cái con chim như là con diều hâu hay con đại bàng nó không thể nào bay cao tới cái độ cao mà đụng cái máy bay được. Đúng không ạ? Chính xác chưa ạ? Dù cho nó có máy bay cao để đụng cái máy bay được thì dù mình bóp kèn nó cũng không nghe anh. Đúng rồi. Nó phải con người đâu. Đúng rồi. Ờ thì bóp kèn đó làm gì? Chưa kể là trên đó là cái khi mà máy bay lên một cái độ cao nhất định thì cái không khí ở trên đó nó sẽ rất là loãng. Đúng vậy, nó lạnh nữa. Đúng rồi. Nó sẽ là vào môi trường chân không. Và môi trường chân không thì không thể nào truyền tiếng động đi được. Đúng không ạ? Sai rồi. Còn sai gì ạ? Hãy nói đi em. Thật ra là em đồng tình với ý kiến là máy bay không có còi. Tại vì thường là theo như quan sát khi xem phim của em thì em thấy là khi mà người ta xác định máy bay ở đâu thì người ta sẽ sử dụng radar. Đúng, có radar. Và, trời và ơi, thứ hai là theo kinh nghiệm mà nghe ngóng của em thì máy bay khi bay rất là ồn thì nó sẽ không cần còi, còi là không cần thiết. Vì mình ngồi trong mình vẫn nghe thì tất nhiên xung quanh mọi người sẽ nghe được. Đúng thì, rồi, đó là điều hiển nhiên là phải tránh rồi. Cho nên em đồng tình với ý kiến của đội Buka. Anh sẽ phản bác lại những cái lý luận bên kia. Dạ, thì nói là về cái bên hiệp hội độ cao đó. Dạ. Là trên cao là môi trường chân không sẽ không nghe thấy gì hả? Dạ. Rồi mấy bà chim nó bay trển bà gọi nhau bằng gì không nghe hả? Anh ơi, chim nó đâu có bay đến cái độ cao ở trên đó. Em nói là... em từng thấy những cái pha mà máy bay đụng con chim. Anh ơi, có đụng ở dưới thấp. Đúng không? Có đụng. Có đụng. Đó là do không có kèn đó. Không có kèn, không bóp nó mới đụng. Không, nó bấm kèn rồi nhưng mà nó chưa kịp bay. Còn máy bay á mà ở chim mà nó bay lên tới trên mây ở trên những tầng mây trển nó là Tôn Ngộ Không bay. Tôn Ngộ Không bay. Chim không bay nổi. Đúng rồi. Đây, Harry sẽ giải thích cho các bạn. Ví dụ xe cảnh sát nó kêu như thế nào anh? Wow 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 wow. Xe cấp cứu kêu như thế nào anh? Cứu wow 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 luôn. À cũng vậy luôn. Ừ. Thì nói chung là vậy nè. Đôi khi có những cái chiếc xe nó khẩn cấp thì nó phải có cái báo động. Báo động. Nó phải báo động mà khủng khiếp để cho người ta biết là ê có chuyện gấp mình phải né cho người ta. Giống như ví dụ ví dụ xe máy bay cũng vậy à? Máy bay cũng vậy luôn. Máy bay chứ không phải xe máy bay. Máy bay cũng vậy luôn. Nếu như một cái trường hợp mà người ta khẩn cấp, người ta phải đi xuống thì người ta phải báo cho mọi người biết là đây đang khẩn cấp. Né ra. Đó. Cho em hỏi chị Harry á là máy bay nó bóp kèn khi nào? Nếu như trong cái tình huống khẩn cấp mà nó hạ gần tới, bóp kèn người ta mới nghe chứ cao quá người ta đâu có nghe. Nó có cái phát âm mà nó dưới cái đáy của cái xe cái máy bay có. Dưới máy bay có, cho nên nó bóp là nó đi xuống dưới chứ không phải là nó đi lên như vậy. Bây giờ tới phần mà là hai đội chơi chúng ta sẽ đưa ra đáp án cuối cùng. Đội nào sẽ là đội đưa ra đáp án đầu tiên ạ? Em. Đội lớp 14, các bạn đưa ra đáp án
là sau khi tụi em đã thảo luận kỹ càng thì tụi em quyết định chốt đáp án là không có còi. Dạ, tại vì tụi em cũng mặc chung màu áo với anh Xuân Nghị á. Mọi người sai rồi, sẽ hối hận thôi. Em đã phản bội anh. Phản bội nặng nề không luôn. Không phải là phản bội mà là người ta tôn trọng sự thật. Dạ, tại vì em tôn trọng sự thật. Dạ, em không tin rồi. Anh song sinh tụi em thì theo cái tiêu chí như ban đầu là không thắng thì thua. Bên kia chọn sao bên em chọn ngược lại. Có cái câu hỏi của chương trình đưa ra là máy bay có còi hay không? Trong khoang máy bay vẫn có còi báo động. Và ngay bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Đáp án chính xác đó chính là máy bay có còi. Nghe nói ghê à. Rồi bây giờ sẽ là một chút thông tin về chiếc máy bay mà tại sao nó có còi nha. Máy bay có còi dùng để cảnh báo trong các trường hợp cần thiết. Máy bay có thể phát ra âm thanh như là tiếng còi tàu chứ không phải là tiếng gà kia nha chị. Phi công chỉ sử dụng khi mà máy bay nằm trên mặt đất mà thôi. Ở trên không á, hệ thống còi cảnh báo đã được tắt đi. Tín hiệu âm thanh này chủ yếu là dùng để giao tiếp. Nhưng bản thân máy bay cũng có thể tự phát ra tiếng còi để làm chi? Để cảnh báo cho các kỹ sư một hệ thống nào đó bị hỏng hóc hoặc là trong trường hợp có hỏa hoạn. Cho nên là ở câu hỏi này, đội bị luân viên đưa đáp án chính xác đó chính là đội của Harry Won và Anh Đức. Với câu hỏi đầu tiên thì đội song sinh đã mang về cho đội của mình 10 điểm đầu tiên. Và đây là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này là đại diện cho 96,69% phụ nữ trên thế giới này. Họ đều thắc mắc cái câu này luôn. Người ta thường hay nói chỉ cần ngửi thức ăn thôi là cũng có thể mập. Đúng hay sai? Đơn giản thôi, tất cả chúng ta đều biết mà, thức ăn ăn vô người chúng ta mới hấp thu được chất dinh dưỡng. Đúng rồi. Những dưỡng chất nó mới chạy vô trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta mới có thể mập lên được. Đúng. Còn chúng ta chỉ hít cái hơi thôi thì làm sao mà mập. Ví dụ là một người nghĩ không có thích sầu riêng chẳng hạn đi, người ngửi vô người cảm thấy cái mùi này sao mắc gì mắc ói. Mắc ói có nghĩa là không ăn được mà còn phải ngửi thôi. Mắc ói là nữa, mắc ói là nữa, ra bị ốm nữa, ốm o gầy mò, mất chất, ốm ốm o gầy mò. Ngửi là cũng mập. Nếu như mà mình nói về cái gọi là càng khôn vũ trụ. Càng khôn vũ trụ, dạ rồi, ok. Nhưng các bạn phải nghiên cứu sâu hơn về những cái càng khôn vũ trụ. Dạ. Con người ta không chỉ ăn bằng cái đường mà ẩm thực là mập. Tại sao có những cái con người ngày xưa người ta tu luyện. Tu luyện. Là người ta hít lấy khí trời càng khôn vũ trụ xuống đất liền. Mình hít thức ăn rồi. Tại vì có những người họ không ăn nhưng mà họ sống được. Có nghĩa là sao? Cái đường hít vô cũng là nuôi con người ta có chất dinh dưỡng. Đơn giản mọi người biết mập là do gì? Do mỡ tích tụ vô người rồi. Mình mới có thể mập được. Đó. Mỡ bụng nè, mỡ nọng nè, mỡ tai, mỡ tất cả đều là mỡ. Còn không khí thì làm sao nó biến thành mỡ? Không khí chỉ là hơi mình hít vô. Đúng. Mình có thể căng ra, mình có thể no đó, no cái bụng đó nhưng mà nó không tích tụ thành mỡ. Rồi xong nó cũng sẽ xì ra thôi. Dạng khí nó không thể nào hòa quyện với dạng mỡ được anh nha. Cho nên là không mập được. Mình hửi mùi, mình không có muốn là mập nhưng mà vấn đề là cái trong cái não á. Đúng. Nó hửi thì nó tưởng là mình có ăn nó rồi. Chính xác. Cho nên nó dẫn chứng là có mập lên. Thực ra em cũng có thắc mắc là tại vì á, khi mà mình hít vô á, thì nó cũng tích trong đây. Nhưng mà thường thường hít thở nó sẽ là một cái hoạt động mà nó sẽ giúp mình hao tốn calo nữa thì làm sao có thể mập được. Tất cả các vật thể tồn tại trên thế giới này ở ba dạng: dạng rắn, dạng lỏng và dạng khí. Hay quá anh. Thì cái mùi mà chúng ta ngửi vô nó là một cái dạng khí. Mà tất cả những cái chất đó nó có những cái phản ứng hóa học với nhau. Cũng giống như hồi nãy Buka nói mỡ, mỡ ăn không. Nó phải ăn không là mỡ đâu. Nó cũng phải có kết hợp với cái này cái kia nữa. Từ những cái mùi mình ngửi vô nữa nó mới tích tụ thành mỡ. Rồi nó mới làm cho mình mập. Anh Đức nói là theo cái gì mà càng khôn học của anh đó thì người mà hít khí trời vô cũng mập đúng không? Nhưng mà anh có thể dẫn chứng cho em là một cái người nào đó cụ thể khi mà tu luyện như vậy hít vô mà mập không? Thấy những cái màn biểu diễn rõ thật không? Để tảng đá lên trên bụng nè, để bàn đinh bàn trống lên, đập một cái bum, bể nát hết tảng đá. Mà cái bụng là phải bự, phải dày thì mới có sức chống đỡ. Chứ cái bụng mà nó mỏng lét, xương không, đá da đập vô,
ba sườn sụm hết. Đúng vậy. Đúng không? Hay quá. Với cái phần biện luận phải gọi là rất là chi tiết của anh Đức thì bây giờ xin mời chương trình hãy đem ra những cái đạo cụ ra để anh Đức có thể biểu diễn ngay đây bây giờ. Tôi chưa học môn đó. Sau khi anh Đức đã ra những ý kiến về càng khôn học, khoa học hay là hóa học thì bây giờ em sẽ phân tích về văn học. Tức là chắc mọi người ở đây cũng biết là câu chuyện là cô bé băng diêm đúng không ạ? Thì cô bé đó là sau khi kết thúc câu chuyện á, thì cô bé là chết đói và chết rét. Thì nhưng mà lúc mà cô bé nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà thì cô bé đã nhìn thấy rất là nhiều đồ ăn. Tất nhiên là cô bé đã ngửi thấy rất là nhiều món đồ ăn đó mới có thể tưởng tượng được. Thì tại sao cô bé lại chết đói như vậy? Đúng rồi. Hay quá à. Vậy cho bạn đang phản bác cái thuyết niềm tin của chị Harry. Anh ơi, không có càng khôn học gì đâu. Anh này á, vừa mới dạy thì mà đang giật cái miệng nha. Đang giật nãy giờ đó, bạn đang giữ vậy nè. Đó có nghĩa là bạn này cũng đang nghi. Nghi là cái văn học đó có thiệt đúng hay không. Đúng, em bây giờ lại phân tích về vấn đề văn học cho em nữa. Cô bé đó ngửi thức ăn đó vào giai đoạn nào? Quá đói rồi. Như hồi nãy anh nói, ngửi đâu phải mình mập liền. Chúng ta đang hỏi đây là ngửi có thể gây mập hay không? Có thể hay không? Có nghĩa là cái vấn đề ngửi có thể gây mập, chứ không phải là ngửi cái mập liền, ngửi cái no liền. Như nãy anh nói, ngửi nó là một cái chất xúc tác thôi, giúp cho chúng ta mập. Bây giờ tóm lại một điều, em phản bác cái càng khôn học của anh Đức đây. Tại vì em có cái càng cua học. Thì vì càng cua học là sao? Có nghĩa là mình phải ăn nó, mình mới có thể mập được. Chứ mình không thể nào hít nó mà mập được. Chốt ạ. Chốt. Ok. Bây giờ sẽ là lúc mà hai đội chơi chúng ta sẽ cùng đưa ra đáp án. Liệu rằng trong hai ban biện luận viên của chúng ta, ban biện luận viên nào là nói thật và ban biện luận viên nào là họ không nói thật? Câu này thì em vẫn tin anh Sơn Nghị. Và em vẫn chọn bên anh Đức. À, là sao? Tin bên đây mà chọn bên đây. Chọn bên đây. À, tin bên này mà lại chọn bên đây. Nhưng em không chọn anh. Em chọn cái người mà em không tin. Ok. Sau này chắc bạn gái của bạn cũng dễ hiểu ý bạn lắm ha. Ừ, anh chọn em nhưng mà anh thích cô kia. Anh yêu nữa kia. Ừ. Ăn căng đó. Ừ. Dễ thương. Vậy là bên bạn chọn á là chỉ cần hít thôi là cũng có thể mập, đúng không? Có thể mập. Vậy là ý kiến đó là thuộc về bên ban bị luân viên của chị Harry Won và anh Đức. Còn bên bạn thì sao? Em cũng tin là khi mà mình hít thở là một cái quá trình trao đổi, nó cũng sẽ hao tốn lượng calo trong lượng mình, cho nên không thể nào mập được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời chính xác của chương trình. Với câu hỏi liệu rằng ngửi đồ ăn thôi có khiến cơ thể chúng ta mập lên hay không? Và đáp án chính xác của chương trình đưa ra đó chính là hoàn toàn chính xác! Và đây là một số thông tin đến từ câu hỏi này. Các chuyên gia tin rằng việc ngửi mùi thức ăn gây tăng cân thông qua việc tác động đến cách cơ thể xử lý calo. Đây là kết quả được giáo sư sinh học, phân tử và tế bào cũng như là đồng nghiệp đưa ra sau quá trình nghiên cứu. Vậy thì chúng ta đã biết được đội đưa ra những dẫn chứng thật đó chính là đội của chị Harry Won và anh nãy giờ mình lấy cái căn cứ nhiều quá chịu chứ dễ sợ. Cái mà giáo sư mà bên cái phân tích lượng tử học gì gì đó là người quen anh. Okay. Và số điểm của hai đội như sau. Đội Song Sinh hiện tại các bạn có 20 điểm. Với câu hỏi thứ ba này, liệu rằng đội chơi nào sẽ mang về cho đội của mình 10 điểm đây? Điều nào sau đây là một hành động nguy hiểm chết người? A. Nhịn hắt xì hơi. Và B. Nhịn xì hơi. Xì hơi, tại vì xì hơi mùi nó rất là khủng khiếp. Mùi khủng khiếp có nghĩa là nó là khí độc. Khí độc, khí độc. Mà khí độc mà mình nhịn thì ở trong đây nó hư hết cái nội tạng của mình. Nội tạng đó, à, đó là em nghĩ là xì hơi. Tại sao ở trong bụng chúng ta có khí gọi là khí độc như Harry nói, mà nói cụ thể chính xác hơn, phân tích đó là cái khí gì? Nó gần giống như là khí ga vậy đó. Yeah. Tại sao ở dưới quê người ta nuôi heo, nuôi bò, người ta ủ phân làm hố ga để làm khí đốt? Thì cho nên cái khí mà từ những cái phân đó, giống như là những cái khí trong bụng ta khi chúng ta xì hơi ra có mùi, đó là những cái khí ga. Đúng. Và nếu chúng ta nhịn
là sẽ tạo nên giống như là một cái lò phản ứng hạt nhân trong bụng chúng ta. Ghê vậy. Nó nung nấu lên, nó sẽ tạo thành một cái vụ nổ khủng khiếp. Ghê vậy. Chết. Đúng không các bạn? Đúng. Có vẻ hợp lý, có vẻ hợp lý. Đó. Mỗi lần mình hắt xì mình sẽ nhắm mắt đúng không? Hắt xì đúng không? Mình nhắm mắt lại nhiều khi mình đập đầu vô cái gì đó mình cũng chết hả? Ghê vậy. Mình đi hơi xa vấn đề. Mình chỉ chú tâm vào cái hắt xì thôi. Có nghĩa cái phần biện luận của bên Xuân Nghị và Buka đó là nhìn hắt xì có thể gây nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng. Tại vì nếu mà chúng ta cái hành động hắt xì là để giải phóng cho cái lỗ thở của chúng ta. Đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta thèm hắt xì quá mà chúng ta nhịn lại là chúng ta đang kìm hãm và dễ thở. Đúng rồi, mà nhịn nhiều quá thì có thể là làm tắc cái lỗ thở của chúng ta tắc thở bất đắc kỳ tử. Thì em lại một lần nữa đồng ý với ý kiến của chị Buka, đó là khi mà nhịn chắc hắt xì chắc là em mê Buka đúng không? Mê rồi. Mê cái này là chị cũng mê em mà mê thôi. Sự thông minh của chị Buka đầu đó. Tiên ra là nói mê tôi xong giờ bỏ qua bên kia hết. Hát mê anh là vì anh đẹp trai và anh hài hước, còn mê là mê sự thông minh của chị Buka. Long, tin chị nha Long. Dạ, thật ra thì em nghĩ là khi mà mình hắt xì á là mình đã có một lực lớn đẩy một cái hơi lớn ra khỏi bên ngoài, thì nếu mà mình nhịn lại á thì nó sẽ phản ứng ngược là nó đẩy lại vô trong, là rất nguy hiểm cho cơ thể của mình. Đúng và à. Đặc biệt là người già, người ta đã yếu trong người rồi thì khi mà người ta không thích nghi kịp thì người ta có thể dẫn đến đột quỵ hay là một cái căn bệnh gì đó phá hủy nội tạng, người ta sẽ gây tử vong. Bây giờ chắc bạn Nam tin Đức đúng không? Nãy bạn Nam dạ, hỏi. Em tin anh luôn. Đúng không? Hỏi gì? Bạn hỏi đi. Em muốn hỏi chị Buka là ủa tôi tin tôi hỏi Buka. Trời đau lòng nữa. Thì anh Đức hỏi là bạn ý kiến nghiêng về bên nào? Ok. Dạ. Chứ bao giờ có ai hát xì mà chết? Chính xác. Chứ bao giờ có chưa ai ghi nhận. Chỉ có đau đầu thôi, chỉ có đau đầu thôi. Xin phép là chúng ta nên bám sát chủ đề, nó là nguy hiểm chứ là câu nguy hiểm. Nguy hiểm có thể chết. Nguy hiểm có thể chết. Mình hát xì á mà mình nhắm mắt mà mình lỡ mình hát xì mình đập đầu vô đá rồi mình mới chết. Thì đau đầu thôi. Còn mình nín thở á, còn mình nín cái hát xì lại á thì có nguy cơ nó sẽ vỡ những cái thứ ở bên trong của chúng ta, thì chúng ta có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Em có một sự so sánh như thế này, thì theo như lời anh Đức nói là tạo nên một vụ nổ, thì em nghĩ là vụ nổ nào càng to, tiếng càng lớn thì cái đó càng nguy hiểm đúng không? Thì có khi nào anh Đức xì hơi to hơn tiếng hắt xì của anh chưa? Trời ơi, không lẽ bây giờ anh làm thử, anh làm đúng thử đi. Em hỏi gì anh làm thử đi. Anh ở đây. Đúng rồi. Đơn giản thôi anh, nhìn bức hình này đi. Bạn trai em hả? Không. Khi chúng ta xì hơi ở dưới thì mặt chúng ta đôi khi là bình thường, bình mặt thường. Chúng ta lỡ xì đám đông. Mặt chúng ta diễn lĩnh kiểu không? Bình thường. Lắm đúng lắm lét. Còn khi chúng ta hát xì, tất cả các cơ mạch máu nè, rất đau khổ. Tất cả những mạch máu nè nó căng lên và cơ mặt của chúng ta căng lên, có nghĩa là chúng ta phải tống một cái lực rất lớn ra ngoài. Đó. Mà chúng ta kìm lại á, nó rất là nguy cơ vỡ mạch máu. Đúng rồi. Thôi bây giờ không có nói về những cái vấn đề khoa học mà nổ mà vỡ mạch máu gì, nói về vấn đề thực tế. Giống như nãy em hỏi anh là cái tiếng xì hơi và cái tiếng hắt hơi cái nào lớn hơn, và chính vì những cái trường hợp cụ thể đó có những người nguy hiểm tới tính mạng, là người ta nhịn xì hơi quá, người ta cố nhịn cố nén nhưng tới lúc kìm không được, âm thanh phát ra quá lớn. Âm thanh phát ra quá lớn. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về anh ta. Oh my god. Và lúc đó tất cả mọi người đều dò ánh mắt về anh ta. Anh ta cảm thấy như thế nào? Quá xấu hổ. Hổ thẹn, tủi nhục. Từ từ chết. Có thể dẫn đến tự tử chết. Nguy hiểm tính mạng hay không? Ồ, các bạn thấy rất nguy hiểm hay không? Vậy thì sao? Bên đây đáp án đưa ra đó chính là nhịn hắt xì có thể gây tử vong. Dạ. Bên đây em, vì em trần anh Đức. Anh Đức nói đúng. Nói cũng em hiểu rõ rồi. Vậy là cũng gặp cái trường hợp như vậy rồi hả? Em đã gặp trường hợp như vậy nhiều lần. Cái ngôn ngữ của anh với em nó tương đồng với nhau cho nên em hiểu rất là rõ đúng không? Khoan xí, em anh chưa bàn nữa. Chưa bàn. Vậy thì bàn đi. Giờ sao? Giờ mình bàn cái đi được không? Ok. Rồi, các bạn có 10 giây, xin mời. Cứ xì xào vậy mà thật ra không nói gì hết trơn.
em xong rồi. Dạ, sau khi bàn bạc với nhau thì tụi em vẫn tin anh Xuân Nghị. Dạ, tụi em chọn. Tụi em chọn anh Xuân Nghị. Không ai tin mình hả? Còn Xuân Nghị. Bây giờ ngay thẳng rồi. Thích ôi ai nghe là chọn luôn bên đó. Tại dạ vì tự nhiên là phải tin em trai. Anh Nam, anh chơi mà anh không có chính kiến. Anh chơi mà anh không có chính kiến. Ê, Phú Ca, người ta chọn bạn đó. Không, em không thích nữa. Cái gì vậy? Ủa, anh không mới đưa ra đáp án rồi. À, tôi không đồng ý, tôi không giờ tin mấy bạn đâu. À, giờ sao nè, bây giờ tới cái ban biện luận viên mà cũng có ý kiến với lại anh Nam đó. Thực ra em chỉ nghĩ là chị nói cũng đúng, nhưng mà em đã chọn bên đây rồi, em tặng con bên đây 3 lần rồi thì em tính anh Đức thôi. Thấy chưa? À, có nghĩa như là niềm tin bất diệt của anh. Tính thôi nhưng mà chọn bên đây ngay từ đầu là tính giờ tới cuối chương trình vẫn chọn anh luôn. Dạ. Đúng không? Tính anh nhưng mà chọn bên đây. Ủa? À. Tính anh nhưng mà vẫn chọn Phúc Ca. Ôi thất vọng nữa rồi, thất vọng nữa rồi. Cái đội này không đồng tụi mình điểm nha. Thôi mình nghe kết quả đi rồi người ta sẽ biết thôi. Quà đó mình cho quà mà không nhận thì thôi. Đúng rồi. Rồi, bởi vì cả hai đội chơi chúng ta đều chọn đáp án giống như nhau, cho nên nếu như đáp án hai bạn đưa ra là đúng thì cái việc giành được 10 điểm về cho đội của mình sẽ phụ thuộc vào các bạn khán giả ở phía sau lưng của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các bạn khán giả của hai đội chơi sẽ đưa ra đáp án như thế nào. Bên các bạn của đội song sinh có 13 người lựa chọn đáp án là nhịn hắt xì hơi là đáp án đúng. Và bên đội lớp 14, các bạn có 14 người lựa chọn đáp án đúng. Và đáp án của chương trình đó chính là nhịn hắt xì hơi. Là một hành động gây chết người. Có khả năng đúng không? Và một vài thông tin về câu hỏi này nhé. Khi chúng ta hắt xì hơi thì vi khuẩn hay các hạt có hại đang cố gắng thâm nhập vào cơ thể sẽ bị đẩy ra với một tốc độ khoảng 160 km/h. Rất là khủng khiếp. Hắt hơi giúp cho ngăn chặn các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hành động hắt hơi được xem là rất là bất lịch sự, nhất là ở những nơi như trong một cuộc họp hay là trong giờ học. Chính vì thế, nhiều người trong chúng ta đã buộc phải lựa chọn giải pháp là gì? Kìm nén lại, không hắt xì hơi nữa. Giống như là cái hành động mà Buka làm hồi nãy đó là bịt cả mũi lại cũng như là miệng lại. Và các chuyên gia khuyên rằng mọi người không nên nhịn hắt xì hơi kiểu như vậy. Bởi vì sao? Nó có thể gây tổn hại cho các bộ phận ở trong cơ thể. Áp suất không khí của cái hắt xì hơi có thể được chuyển hướng đến bất kỳ cơ quan khác như là tai, não, cổ cũng như là cơ hoành. Cho nên chốt lại, việc nhịn hắt xì hơi có thể gây tử vong. 10 điểm rất là quý giá của câu hỏi số 3 này thuộc về cho đội lớp 14. Và đến với vòng 2 của chương trình, nội dung cũng khá là đơn giản thôi. Ở phía sau cái bức màn nhung màu đen này sẽ là hai thành viên của hai đội biện luận. Toàn bộ cơ thể của họ đã được che đi gần hết, chỉ chừa lại khuôn mặt và hai bàn tay mà thôi. Nhưng liệu rằng hai bàn tay đang lủng lẳng ở trên đó có phải là tay của họ hay không? Hay không phải là tay của họ thì đó chính là nhờ vào sự phán đoán cũng như là đặt ra những cái thử thách của hai đội chơi dành cho thành viên còn lại của ban biện luận. Cụ thể thì tay cũng không biết là ai sẽ đứng ở phía sau bức màn nhung này, nhưng mà thành viên còn lại được cầm một cái thước thật to và thành viên đó được quyền khều hoặc là khẽ thật mạnh vào cái đôi bàn tay ở phía trước để chứng minh rằng đây là tai của đồng đội tôi. Đó, nhiệm vụ của các bạn chỉ đơn giản rồi thôi. Làm sao thử thách hai ban biện luận để tìm ra được tay ai là tay thật và tay ai là tay giả. Rồi bây giờ ai sẽ là người bước vào cái tấm màn nhung ạ? Sau khi nghe anh trai nói là người đứng ngoài có quyền cầm một cái thước thật to, đúng vậy, khều hoặc là khẽ, thì em quyết định Xuân Nghị. Xuân Nghị, anh vô trong. Anh Đức ơi, trai phải chơi chung với trai chứ, xin mời anh. Thì đó, hiểu dạ mà. Ừ, mời đó hai anh. Chào. Vô đi. Hai
Harry cũng biết anh Đức lâu rồi. Anh Đức á, được cái là tay rất là đẹp. Nhìn cái tay thôi á, là người ta tưởng á là con gái. Mềm đúng không? Mềm. Giờ mình vô vấn đề chính đi mọi người. Ê, tay rồi đi cứng hơn nè. Quýnh liền, quýnh liền. Dạ, quýnh cho nó mềm đi chị. Đó, cho mềm đi chị. Trời ơi, có chậm không vậy? Ủa, gì đây vậy? Sao mày chậm vậy? Sao vậy? Nhiệm vụ của hai đội bây giờ là hãy nhìn thật kỹ biểu cảm của anh Đức cũng như là Xuân Nghị để chọn ra ai là người dùng tay giả chứ không phải là tay thật. Em thấy dễ quá à. Song sinh bây giờ muốn làm gì khó hơn nè. Anh Xuân Nghị, anh nhìn em nha. Anh nhìn em. Anh đừng nói gì hết nha. Không nói gì hết à, nhắm mắt lại. Anh làm cái bàn tay, anh y chang bàn tay em đi. Làm đi trời. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Người ta có quyền diễn là không muốn làm. Vẫn có thể nha. Đúng. Vẫn có thể nha. Ở đây là không ai nói thật đâu đó. Chị Harry, chị có thể đánh vào hai ngón số 2 đó được không? Đánh trời ơi, đánh vô có hai ngón thôi à. Trời trời. Trời ơi, đau đồng đội. Đợi chút nha, đợi chút nha. Để em tập thì. Em đánh rồi, em đánh ra giờ 2 cái rồi. À vậy hả? Vậy đánh lên cái thứ 3 đó đi chị. Đánh lên cái thứ 3 đi. Ok. Đánh thì phải đánh vậy mới đau nè. Trời ơi, chị đúng rồi. Mình có thể diễn cái nét mà đau đau thương xíu được không? Cái diễn này không hề giả trưng. Đau luôn. Đau nhẹ. Cái đó đau nhẹ. Cho em thử anh Đức cái nha. Tay anh Đức, tay anh Đức đánh nhẹ thôi, tay anh Đức như con gái à. Ừ, tay anh Đức sao mà nó thon thả. Bây giờ anh nói đi, Puka đẹp hơn hay là em đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Anh nói đi, ai đẹp hơn? Đẹp bằng nhau. Không, phải, ai đẹp hơn? Phải có người hơn. Đừng có nhấp. Nói đi. Ok là... Ai hơn? Ai, nhanh nhanh, nói là, đi anh ơi. Là bây, thì, bây giờ thì... Nhanh nói đi. Bây giờ thì Harry đẹp hơn. Ê, bây giờ có ai đẹp hơn? Ai đẹp đi đẹp? Ai đẹp? Ok, hai người đều đẹp. Không có hai người đẹp. Ok. Ok. Thì theo anh Xuân Nghị thì anh cảm thấy là chị Harry hay là chị Buka ai thông minh hơn? Ai thông minh hơn? Hai người phụ nữ hiện diện trước mặt tôi đây không có bằng nhau. Đầu tiên là hai người phụ nữ rất là đẹp trong mắt tôi. Ok. Về chỉ số IQ thì tôi tốt rồi, nói đi. Tôi nghĩ là hai người đều có thế mạnh riêng của mình. Có người có thế mạnh IQ về lĩnh vực này nhưng mà giờ có anh, người có lĩnh vực khác. Ví dụ nào? Hồi nãy chị có Harry có nói là chị Buka không có niềm tin đó. Còn Buka là toàn diện. Muốn đánh cái hết sức rồi. Ủa là nhân muốn đánh cái là do cái mặt bị xạo á chị. Đánh một cái đánh cái không có chịu, không chịu. Không chịu. Hay bây giờ vậy nè, có một cái cách này nó đơn giản hơn. Cả hai tự giới thiệu về bản thân mình nhưng phải có sự diễn tả của bàn tay. Thí dụ như tôi tên gì, tôi bao nhiêu tuổi hay sao đó thì có khả năng thuyết phục được hai đội chơi trên đây hơn. Anh Đức trước đi. Ai trước nè? Ai trước? Anh Đức trước. Xin chào các bạn. Tôi có đẹp trai không? Đẹp. Nãy giờ cái tay tôi nó không có hoạt động theo đúng ý của tôi. Tại vì là tôi lỡ xì hơi cho nên là cái bạn mà có cái tay dưới á, bạn nói sắp xỉu rồi. Một pha tung quả mù. Tung quả mù. Anh Xuân Nghị rap bài đi anh Xuân Nghị. Rap bài tiếng miền của mình á. Anh có một bài mà. Nhanh đi tốt rồi vậy. Anh biết em mơ trẻ thừa. Hôm nay em đẻ uống chưa. Số đỡ để anh đi mua. Cái tay đâu, tay hôm nữa. Ở cái quán công kia hôm bữa tuy anh nghèo nhưng anh không kêu. Uống sữa nhiều anh sợ em béo. Anh tới ngay một ly trà đều để chứng tỏ là người chủ đeo. Để chứng tỏ vậy anh đó chủ đeo mình là người chủ đeo, người chủ đeo. Cũng mỏi. Khi mà anh Xuân Nghị rap và tay vô không đúng nhịp và hướng chị không đúng kim đồng hồ và hướng mặt của anh thì em nghĩ anh là người sử dụng tay giả. Long, đó. Nghe chị, Long, nghe chị không? Không có tầm gì đó. Đúng. Tay tôi. Tay anh Nghị nè, chị đang nắm nè. Nắm tay nhau trên đường trung tâm của ca ngày tháng nè. Ác quá. Nhưng mà sao anh Nghị không nắm tay chị? Sao anh Nghị không nắm tay em vậy anh Nghị? Nắm tay em. Đó. Đó. Ủa nhưng mà chị rồi. Anh cảm thấy nắm đôi bàn tay rất là ấm áp luôn á. Vậy thì bây giờ là đưa ra lựa chọn nè. Ai là người dùng tay giả? Dạ là anh Xuân Nghị dùng tay giả. Anh Xuân Nghị dùng tay giả. Sai lầm. Sai lầm vẫn là em. Tụi em chọn anh Xuân Nghị là tay giả. Đó.
ơi, sao không biết còn anh Đức vậy? Sai lầm. Sai lầm. Nè bây giờ thử rồi. Nghị. Ôm em cái. Ôm okay. Em anh Nghị. Ôm. Ôm em thấy em đứng không? Ôm em rồi. Ôm. Trời đó. Ơi dễ thương. Đó là sợ. Ấm gì đâu luôn á. Ấm ha. Ấm ha. Ôm. Nói chung á thì là ôm cũng đúng vị trí. Nhưng mà đúng bây giờ á là hai đội chơi đã lựa chọn Xuân Nghị rồi. Thì bây giờ là trai có nhiệm vụ là phải công bố đáp án. Xin phép mời Xuân Nghị bước ra trước ạ. Trời ơi. Trước khi bước ra chúng ta phải rút cái đầu trước xong đó, sau đó chúng ta rút cái tay. Đó, đúng vậy. Đúng không? Đúng vậy. Đúng là rút cái tay ra. Đó. Rồi đi ra đây. Tay tôi. Anh chưa biết. Chưa biết. Thấy chưa? Thấy chưa? Nãy giờ năm nãy rồi nè, mà. Rút cái đầu ra nè. Rút rồi. Cái tay. Từ từ. Rồi rút cái tay. Rút. Ủa tay nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ thấy rồi. Tiêu tiêu. Không tin chị. Trời ơi. Chị đã nói rồi mà không tin chị. Bây giờ nói rồi. Đúng rồi anh lại lừa em rồi. Đúng rồi anh lại lừa em rồi. Lại lừa em rồi. Sai hả? Sai hả? Vậy là ở trong câu hỏi này cả hai đội chơi của chúng ta đều lựa chọn phương án là Xuân Nghị, nhưng đó là một đáp án hoàn toàn sai. Người dùng tay giả chính là anh Đức. Sau vòng 2, số điểm của hai đội như sau. Đội lớp 14 hiện tại các bạn có 10 điểm. Và song sinh nè, các bạn đang dẫn trước với 20 điểm. Bây giờ các bạn phải chuẩn bị thật kỹ tinh thần để chúng ta cùng đến với vòng 3 của chương trình Sự Thật Thật Sự. Ở vòng 3 này thì không cần thiết là phải làm gì cả. Các bạn chỉ việc hướng mắt lên màn hình thôi. Là ở phía màn hình trước mặt chúng tôi sẽ có những trích đoạn của những bộ phim rất là nổi tiếng. Nhiệm vụ của các bạn là phải quan sát thật kỹ những diễn biến trong bộ phim đó và dựa vào suy luận của bản thân mình để chọn ra những câu trả lời chính xác. Đoạn phim xin được phép bắt đầu. Tiếp theo. Nó lọt nhiều lắm. Tức là nó đẩy lên mấy lần. Vô lĩnh vực. Thôi rồi. Phim này là phim hồi xưa Việt Nam á. Bơm. Và đây là nội dung của câu hỏi. Theo các bạn, diễn biến tiếp theo, thằng Bơm sẽ làm gì để mang được cây treo quá khổ vào nhà? Đây, khi anh ta khiêng vô không được, chúng ta thấy rõ ràng anh ta làm gì? Đo. Là đo. Và cái hành động đo là để làm gì? Cái cuối cùng thấy con dao sắn vô nữa, đúng không? Có ai thấy không? Thấy kịp đoạn đó không? Cảnh cuối cùng đúng không? Có ai xem phim này chưa? Các bạn có ai xem chưa? Chưa. Ôi mà em thấy cái này giống như là chương trình nó muốn cho lấy điểm luôn á. Quá dễ, quá tại dễ vì phim này à. Coi rồi. Em không biết nói gì luôn á. Nè, vô làm gì? Chặt ra. Rồi, bó lại khiêng vô. Đúng không? Quá đơn giản. Còn gì để nói nữa. Nhưng
cái suy nghĩ của em thì đơn giản hơn. Sao em sao? Đây là một câu chuyện cổ tích đúng không ạ? Mình nhìn mình cũng thấy là một cái bộ phim về cổ tích dành cho thiếu nhi. Thì thường trong chuyện cổ tích thì sẽ có những cái phép màu, đúng, những cái ông bụt, bà bụt, cô tiên này kia nọ. Cho nên tụi em muốn diễn một tiểu phẩm. Xin mời Bồm. Em ơi, có cần đạo cụ không? Tôi đóng vai Bồm. Tôi không có cần đạo này. Em không cần cái dao à? Anh làm cái cổng nhà giùm em đi. Mời chị Hai đi với anh Đức ra làm cái cổng nhà giùm. Mọi đứa bên là em tông vô tụi anh đó hả? Cảnh trang trí. Bỏ đi. Mình đừng tham gia. Đây có cổng nè. Từ chỗ đây, ví dụ đây là Bồm. Bồm không biết đưa cái này vô như thế nào. Bồm đi ngang. Đi ngang thì sẽ bị đụng. Không được rồi. Trời ơi, tức quá. Mới khóc. Bồm khóc. Trời ơi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Có ai cứu tôi không? Ê, ra đây diễn cho sáng được không? Có ai cứu tôi không? Trời ơi. Rồi. Và trong lúc Bồm ngồi khóc thì có một ông bụt xuất hiện. Ủa sao giống Tám Cám quá vậy? Ông bụt đây ư? Tại sao con khóc? Ai vậy? Ta là bụt. Là ông bụt hay bà bụt? Ta là bà bụt. À, ta không có râu mà chỉ có tóc. À, vậy bà là vợ ông bụt nè. Không. Không. Ta giờ không họ hàng gì hết á. À, vậy là bà bụt đúng không? Bà bụt. Trên đời này có ông bụt thì phải có bà bụt. À, là đồng nghiệp của ông bụt. Đồng nghiệp. Con khổ quá bà bụt ơi. Tại sao con khó? Con chặt được cái khúc tre giống khúc mía này. Nhưng mà con về nhà cái con mang vô trong nhà không được. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đằng kia kìa. Ồ, được rồi. Ta thấy con tội nghiệp đáng thương quá. Ta có một cách để giúp con. Bà có cách giúp con ư? Ta có phép mà. Wow, bà giống là bà bụt rồi. Chờ ta. Anh Đức cho em một cái dao. Trời ơi, phép quá vậy. Trời ơi, phép nè, cái bạn này. Vậy thôi. Cái bạn. Không tin luôn á. Cái bạn này là cắt luôn dao. Biến quá ra. Để luôn mới vui á, cắt gì. Ghê chà, bà biến ra con dao luôn hả? Đây, ta có con dao. Con hãy dùng con dao này chặt banh cái cửa đó. Chặt rồi đẩy cây tre vô nhà. Ha ha, hay quá, một sáng kiến hay của bà bụt. Mời con. Con sẽ chặt cái cửa này. Tội nghiệp mấy ông thiết kế dễ sợ. Hay dạ. Giả bộ thôi. Rồi. Ủa bà bụt ơi, hay quá, con vô được nhà rồi. Đó, con đẩy cây tre vô nhà rồi đó. Vô cây tre vô nhà rồi, hay quá bà bụt, hay quá. Ôm bà bụt một cái nè. Đó. Ghê chưa? Vâng. Thuyết phục chưa? Quá thuyết phục. Dạ. Và đó là suy luận của đội em. Dạ. Là Bồm sẽ đẩy cây tre vô nhà. Cái vở kịch đưa ra có phần nó hơi bị hợp lý. Đây không phải là vở kịch. Đây là một sự thật. Ồ, sự thật à? Tôi tái diễn lại. Đúng. Nó không phải là vở kịch. Một lát nữa mọi người sẽ coi, sẽ thấy được ở trên đây diễn y như chúng tôi. Yes. Ủa mà hồi nãy em có nghe chị Bú Ca nói là cái đó chỉ là suy luận. Rồi. Chúng tôi vận dụng vào những cái kiến thức về chúng tôi đã làm phim rất là nhiều rồi. Khi mà nhân vật phi thực tế bị dồn nén tới cái bước đường cùng không thể làm gì được, phải bật khóc, thì lúc đó có ông bụt hiện ra. À, đúng không? Đúng. Quá hợp lý. Quá hợp lý. Hay quá. Chặt cái nhà xong. Để cái quay sau. Bụt giỡn luôn. Em thấy những gì anh Đức với chị Harry nói khá là thuyết phục. Nhưng mà niềm tin khi mà đã đổ vỡ rồi thì khó mà xây dựng lại, nên em quyết định. Anh quá, em ơi, em làm lớn chuyện cho anh. Lan Hoa không chọn bạn đâu. Chết luôn. Khi mà mang cái tre về để làm gì như nãy nói, làm cột nhà, cột kèo đúng không? Rồi làm kệ này, kệ kia đúng không? Mà với cái suy luận của Bồm nó rất là khờ khờ, tự nhiên chặt ra hết tan nát. Rốt cuộc cái câu chuyện này cho chúng ta cái bài học gì? Đúng không? Là cái sự không có khôn lanh của con Bồm, chặt ra tan nát hết. Còn cái cố tình đẩy vô thì nói làm gì? Dạ, nhưng mà Bồm này cũng đâu có khôn đâu. Bồm này là nghe lời người ngoài xúi dại chặt banh cái nhà. Đúng. Ủa vậy anh Đức ơi, cái thằng Bồm nó chặt cây tre đó để làm cái gì vậy anh? Thì chính vì nó muốn đem về để nó xây nhà, nó sửa nhà, hiểu không? Mà nó đem nó chặt hết trơn, rồi vô ba nó la nó, xong rồi rốt cuộc ba nó cũng làm một cái chuyện gì đó chất quất luôn. Rồi ông nội nó ra la ba nó, mà rốt cuộc ông nội nó làm cái chuyện gì chất quất hơn nữa, kiểu như là nhà dột từ nóc đó. Không nha. Hiểu không? Cái bài học của chúng ta là như vậy đó.
Trời ơi, okay. Không chịu tin tôi. Trong trường hợp này không có gì đơn giản như vậy đâu. Trong trường hợp này em sẽ nhường cho đội bên kia chọn trước. Chọn trước đi. Theo em thì em thiên về ý kiến của chị Buka hơn. Đó là... Em vẫn tin là sự mầu nhiệm của bà Buka. Tại vì em kia rất là trung thủy. Đúng em rồi, hiểu không? Trước sau gì cũng sẽ chọn Buka thôi. Nếu như vậy thì là em phải chờ hỏi bạn nữ chứ đúng không? Bạn nữ thì... Bạn nữ dây chắc chắn là chọn Xuân Nghị rồi. Bạn nữ dây chắc chắn là chọn Xuân Nghị rồi. Ủa sao anh nói đúng mà còn nói lớn quá vậy? Trời ơi. Sao em bây giờ quyết định là chọn gì? Thì giống như đội bên đây nói thì cổ tích Việt Nam thường sẽ có những cái gì nhân văn trong đó. Đúng. Mà những cái sự vớt vát và cứu vãn của ông bà Bụt á thì nên xuất hiện, cho nên em nghĩ là nếu như mà chặt cây thì quá đơn giản rồi, em nghĩ là lũi vô. Lũi vô. Em chọn anh Xuân Nghị. Em chọn anh Xuân Nghị. Wow, cảm ơn em. Bởi vì hai đội đã chọn đáp án giống như nhau, cho nên hiện tại bây giờ cái việc giành lấy điểm số hay không, nó quan trọng là khán giả sau lưng hai đội các bạn. Xin mời khán giả hãy cho đáp án ạ. Và chúng tôi đã có đáp án cũng như là số người trả lời đúng của đội các bạn. Đội Song Sinh, các bạn có 12 người trả lời đúng. Và đội lớp 14, các bạn nghĩ rằng là các bạn có bao nhiêu người trả lời đúng ạ? 14. Em còn nghĩ 14. Và đội lớp 14 có 15 bạn khán giả trả lời đúng. Rồi bây giờ để có một đáp án chính xác hơn, xin mời cả hai đội chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình theo dõi tiếp một đoạn video clip ạ. Trời ơi, đau quá, thấy sốt ghê. Bơm. Bơm. Dạ. Bơm ơi, tay làm đâu phải nghĩ chứ. Cây cổng thì bé như thế kia, cây tre thì dài như thế này. Này, phải lập mưu chứ không được phí sức nghe chưa. Dạ. Nào, nâng lên. Đó chính là bờm không hề chặt cây tre mà là thảy cây tre vào luôn. Đúng rồi. Xin chúc mừng các hai đội. Đơn giản lắm. Và bây giờ trên xếp được tổng kết số điểm của hai đội nhé. Đội Song Sinh hiện tại bây giờ các bạn có 20 điểm. Và đội lớp 14 các bạn cũng có 20 điểm. Hai đội đang hòa nhau. Chúng ta sẽ cùng đến vòng 4, vòng quyết định của sự thật. Thật sự ở vòng này thì xin phép hai đội biện luận chúng ta sẽ cùng tiến về ở phía chính giữa sân khấu ạ. Mời quý vị. Ở vòng này rất là đơn giản, là hai đội biện luận của chúng ta sẽ thể hiện khả năng hát nhép. Nhiệm vụ của các bạn là phải đoán ra được đội biện luận nào là đội thuộc được bài Mình Cưới Nhau Đi của Quỳnh Trang. Nói về âm nhạc thì không nên bỏ qua em. Đúng. Em hiểu là nữ hoàng rất nhịp. Dạ. Đôi khi là trong một tập thể có quá nhiều người hát hay như vậy, thì biết đâu cái người hát dở được hát thì sao. Chất giọng độc đáo. Đúng. Và lạ lẫm lại được đánh giá cao. Rồi âm nhạc chuẩn bị quẩy. 3, 2, 1 bắt đầu. Yo yeah. Đây là Xuân Nghị. Đây là Phương Ca. Hay là mình là mình. Cưới nhau đi.
chưa? Đó. Có một điều Nam chắc chắn là chị Harry không biết bài này. Chính xác. Ok, loại được một nhân không, tố. Không, cái này nhân loại, tố. Loại là mình nói chân thật là ok. Không, nhưng mình mà mình không có thuộc hết bài này. Dạ yeah. Ờ vậy thôi, tụi nói thật mà vậy quá rồi còn gì nữa. Chưa kịp nữa. Tại vì chương trình là có nhiều người không thuộc, nhưng mà chương trình đưa để học. Ừ. Đúng không? Để cho mình bước vô đây. Đúng rồi. Thử thách cho các bạn mà. Anh quên cái dòng hồi nãy rồi hả? Diễn đó. Tất cả mọi thứ đều là diễn xuất. Bình sao tĩnh đó thôi nào. Thực ra tác giả bài hát chị này. Chị diễn gì mà lộ vậy? Tác giả bài hát này khá là thân với Xuân Nghị. Xuân Nghị biết được là cái bài hát này viết ở tông đô thứ. Wow. Wow. Thứ mấy? Nói về âm nhạc chuẩn mực vậy. Đô thứ. Thứ mấy? Thứ mấy, thứ hả? Hai hay thứ ba? Đô thứ là đô thứ. Đô thứ nó khác đô thăng và đô trưởng. Đô thứ nó nằm là đô ở giữa. À. Nãy em đã không nghe lời chị Bunka và em đã thất bại một lần rồi. Thôi thì bây giờ em phải quay về với bé Bụt đi. Và em tin vào anh Xuân Nghị. Trước khi mà là em ra câu trả lời cuối cùng thì là em có còn thắc mắc gì nữa không? Em chắc em không còn thắc mắc gì nữa. Thì từ đầu tới bây giờ thì em đến chương trình vì ai thì mọi người cũng biết rồi. Yeah. Cho nên là câu trả lời cuối cùng này thì em vẫn quyết định chọn Xuân Nghị. Wow. Wow. Anh Đức. Sao mà anh Đức ơi, anh buồn dữ vậy anh? Anh ơi sao vậy? Không có gì hết. Em sao dạ, vậy? Anh Đức ơi. Đừng anh Đức ơi. Anh Đức ơi. Anh Đức. Thôi mà à, anh Đức, 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 Đức. Thôi. Đừng. Đừng có gì câu chuyện như vậy mà đi tự tử. Đừng coi, không coi, không coi. Rồi. Thôi anh, thôi đừng khóc mà. Tan vỡ hết. Rồi song sinh, cái bài lựa chọn đâu bị lương viên à? Thì em thì vẫn tin anh Xuân Nghị. Nhiều người tin anh, tin Xuân Nghị quá à. Anh Nam. Thiệt đó hả? Dạ em chọn đội của anh Đức. Tại vì nếu như mà tụi em chọn trùng thì sẽ dựa vào ý kiến khán giả nữa mà. Đúng rồi, mình sẽ thua. Nãy giờ em mất cái niềm tin khán giả của em quá. Thua hai lần rồi. Có nghĩa là ngay từ đầu á, bạn bên đội song sinh này đã xác định rồi, thắng hay thua gì cũng vậy, không quan trọng thì thua không bằng hên. Nhiều khi mình chọn cái kiểu mình hên. Bước ra đừng buồn nha, đừng buồn nha. Buồn chứ buồn, buồn khóc quá Nam, khóc quá em khóc quá Nam. Không. Chị cấp là em cấp liền. Không, thật sự tại vì em có một cái cơ sở để em chọn đội của anh Đức. Cơ sở gì? Cơ sở. Đó là em có hỏi một câu là trong bài này có đoạn nào nhắc tới đất Phan Thiết hay không? Thì anh Đức chỉ nói nhẹ thôi, nói khéo là bài này có cả rap nữa. Thì dĩ nhiên bài này bài rap tất mà. Tất nhiên bài dạ này là viết em rap. Em không biết rap không? Trời ơi, Phan Thiết thôi mùi mắm nhỉ mà, em chỉ nói vậy thôi. Trời ơi. Bên này rồi nói là không có, chẳng qua là diễn xuất thôi. Phải không à, biết đâu. Vậy thì bây giờ chốt lại cuối cùng là song sinh đây. Cuối cùng là trời đời này. Đời anh Đức. Đời anh là chị Harry Potter. Rồi. Và bây giờ âm nhạc 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Hỗ trợ em nha. Wow. Bà Harry đó. Bà Harry. Dơ, dơ. Nào, đứng dậy biết hát rồi. Anh vậy đó. Bỏ bộ cho đầu luôn rồi. Mình là mình cưới nhau đi. Hay là mình là mình cưới nhau đi. Để cứ giữ làm gì mà để có em ơi. Hay là mình làm mình cưới nhau đi. Thế nào em tin đi. Hay là lên phường ta đang kia kết hôn. Mình là mình làm mình cưới nhau đi. Mình là mình cưới có thể như là phần trình diễn vừa rồi của Xuân Nghị không hoàn hảo, nhưng mà quan trọng thì Xuân Nghị là người thuộc bài Mình Cưới Nhau Đi của Quỳnh Trang. Yeah. Hiện tại bây giờ là chúng ta đã có được câu trả lời cuối cùng rồi và cũng biết được điểm số rồi ha. Đội mang về điểm số của dòng này đó chính là đội lớp 14.
Tổng kết lại cả 4 vòng, hiện tại số điểm của hai đội như sau. Song sinh, các bạn có 20 điểm. Và đội giành chiến thắng với tỷ số khá là xuýt xao, đội lớp 14 với 30 điểm. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước sân khấu để nhận phần quà đến từ chương trình nhé. Và phần thưởng cho đội chiến thắng ngày hôm nay rất là giá trị là một chiếc Smart TV iSlim Pro 43 inch chạy hệ điều hành Android 9.0 đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Xin chúc mừng các bạn. Đội về thứ nhì, các bạn cũng đừng buồn bởi vì là mình cũng có một món quà cũng giá trị không kém đâu. Đó chính là một chiếc điều hòa không khí iCool, một ngựa, dòng inverter tiết kiệm điện đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Chúc mừng các bạn. Và sau những màn tranh luận rất là thú vị, chương trình Sự Thật Thật Sự cũng đã kết thúc. Chương trình có sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với lại công ty TV Hub thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Ngọc Trai hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn luôn nhớ khung giờ này nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Trai xin thay mặt cho những người đang thực hiện chương trình này gửi một lời chào thân thiết và hẹn gặp lại các bạn khán giả.